Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. And the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you.
mừng thôi non của bé Phúc Khang hôm nay. Và trong khi chờ đợi nghi thức để tặng đến cho bé, thì con muốn xin mời tất cả vì chúng ta cùng đến với chương trình văn nghệ cho ban nhạc Hoàng Điệu Phục Vụ. Và trước khi chương trình phục vụ thì con Minh xin được phép thay mặt cho gia đình chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách quý đã dành những tình cảm yêu thương đến mừng cho Phúc Khang tròn được một tuổi ngọc. Và giờ đây thì con Minh mời tất cả quý vị nào có tinh thần văn nghệ cùng bước lên để đăng ký và giao cho bài hát mình để tặng đến buổi tiệc ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Và để mở đầu chương trình văn nghệ xin hát tặng đến vị nhà phẩm Anh Cho Em Mùa Xuân. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Được mang tên Tâm Sự Nàng Xuân. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này ạ. Trong thế gian đang đen tối, trăng đang sáng lấp lánh mây đêm đều buồn thay.
ngay giờ phút này thay mặt gia đình của anh Khanh và Đôn, mời tất cả quý vị khách quý chúng ta cùng đứng phía ngoài. Con là tia nắng cuộc đời, con là hạnh phúc muôn đời mẹ cha. Vui mừng sinh nhật hôm nay, con thêm tuổi mới ngập tràn mến thương. Chúc con sức khỏe, an vui, mai sau khôn lớn, công danh rạng ngời. Các quý vị thân mến, lần đầu tiên sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Quý vị thân mến, bé Phúc Khang được mẹ cưu mang 9 tháng rồi sinh ra trong mái ấm gia đình hạnh phúc thật là tuyệt vời. Với sự âu yếm ngọt ngào của mẹ và sự chăm sóc ân cần của cha, niềm yêu thương của ông bà nội, ông bà ngoại cùng tất cả các chú bác đã dành cho Phúc Khang suốt một năm qua. Đó là một hành trình đẹp để Phúc Khang chào đời đến nay. Quý vị thân mến, Duy Khanh cùng Kim Đôn hạnh phúc lẫn vui mừng khi nghe tiếng khóc con thơ mình chào đời đến nay. Đó là niềm vui mừng hạnh phúc được nhân đôi để cho Khanh và Đôn không ngại những gian khó, luôn cố gắng để tạo dựng cho những người con thân yêu của mình được một mái ấm gia đình và một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay đây để kỷ niệm một năm tuổi ngọc con mình chào đời, Khanh và Đôn tổ chức lần sinh nhật tặng cho con trai thân yêu của mình, đó là bé Phúc Khang. Kính thưa quý vị thân mến, và trải qua một thời gian nói rằng không ngắn và cũng không dài, đó là 10 năm. Và ngày hôm nay hạnh phúc lại được nhân đôi khi tổ chức sinh nhật cho bé Phúc Khang lần thứ nhất, cũng là tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày cưới cho em Duy Khanh và Kim Đoan. Và trong chặng đường vừa qua, Duy Khanh và Kim Đoan cùng nắm tay, vui buồn, chia ngọt, sẻ bùi, cùng nắm tay đi đến con đường ngày hôm nay là đường một mái ấm và hạnh phúc trọn vẹn. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt để chào đón gia đình hạnh phúc của Duy Khanh và Kim Đoan, cùng đưa hai bé tiến về khán lễ để ra mắt toàn thể quý vị khách quý. Sau đây mời gia đình đưa bé Phúc Khang sinh nhật lần thứ nhất cùng bé An Khang đến từ khán lễ cùng hai cha đình. Hôm nay sinh nhật lần thứ nhất tặng cho bé Phúc Khang cũng như là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Duy Khanh và Kim Đoan. Giờ đây cho phép gia đình thân yêu của Duy Khanh, Kim Đoan cùng hai cháu thân yêu mình xin hân hoan gửi lời chào đến tất cả quý vị khách quý có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay với lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân thương và trân trọng nhé. Gửi lời cảm ơn chân thành đến quý bà con nội ngoại hai bên cùng toàn thể quý vị khách quý đã nhích chút thời gian quý báu đến tham dự trong buổi tiệc sinh nhật bé Phúc Khang ngày hôm nay. Và trong quá trình tiếp đón cũng như chiêu đãi có địa chỉ sơ sót mong tất cả quý vị bỏ qua. Và không quên thay mặt gia đình em Duy Khanh và Kim Đoan xin kính chúc toàn thể quý vị khách quý trước thềm năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, thành công trong công việc và làm ăn phát tài. Để tiến hành nghi thức buổi tiệc sinh nhật tặng cho con trai thân yêu của mình, giờ đây thì mời cha thắp lên ngọn nến đầu tiên trận tặng tới bé Phúc Khang để sinh nhật lần thứ nhất cho con mình được hưởng trọn. Quý vị, 10 năm yêu nhau cũng là 10 năm cùng tay trong tay vượt qua những khó khăn để luôn tạo dựng cho gia đình mình được mấy ấm trọn vẹn ngày hôm nay. Duy Khanh và Kim Đoan đã được hai thiên thần thân yêu của mình. Giờ đây ngọn nến thứ hai mà cha Duy Khanh đã thắp lên cho con trai của mình, đó là bé Phúc Khang. Giờ đây mời gia đình thân yêu mình hướng về ngọn nến cầu nguyện những điều tốt đẹp tặng đến con trai thân yêu của mình. Phúc Khang, 10 năm ngày cưới của và xin mời em Duy Khanh và Kim Đoan còn đến kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai em ạ. Và ngày hôm nay niềm vui và niềm hạnh phúc được nhân đôi rất là trọn vẹn. Cầu đến cầu nguyện những gì tốt đẹp tặng đến gia đình thân yêu của mình. Con An Khang, con hãy cầu nguyện những gì con thích, con sẽ cầu nguyện những gì nó sẽ trở thành hiện thực. Còn ba An Khang nhớ cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất cho gia đình thân yêu của mình ạ. Giờ đây cầu nguyện xong thì mời gia đình mình cùng nhau thổi. Giờ đây mời gia đình thân yêu mình cùng cầm dao lên chia ngọt sẻ bùi. Đầu tiên để tặng cho Phúc Khang mình cắt lên chiếc bánh đầu tiên. Thay mặt Phúc Khang chân thành cảm ơn ông bà nội, ông bà ngoại đã cho Phúc Khang tình yêu thương. Chúc ông bà mình luôn được nhiều sức khỏe và sống lâu trăm tuổi. Mời con cắt thứ hai nữa nha.
Cách thứ hai thì thay mặt cho hai bé chúc ba mẹ 10 năm ngày cưới hạnh phúc luôn được nhiệm vụ và lớp được nhiều sức khỏe. Và cách cuối cùng chúc cho hai bé Phúc Khang và An Khang, hai bé luôn là con ngoan trò giỏi, mai đây là người con thành công thành đạt trong cuộc sống và xã hội. Và không quên chúc em Duy Khanh và Kim Đôn cùng nắm tay nhau đi suốt chặng đường còn lại và cùng sống trong mái ấm hạnh phúc gia đình. Quý vị thân mến, giờ đây thì cùng mình mời toàn thể quý vị chúng ta. Lời mừng chúc bé yêu thương, mong anh chẳng nữ hiền ngoan nhất nhà. Hỡi lời âm mến bà Phương, thân an gặp rồi vui lòng mẹ cha. Mai sau con nữ nhân người, công dân thành đạt rạng người tông lương. Lời mừng chúc bé yêu thương, chúc cho Phúc Khang con ngon đường đời, tương lai rạng ánh sáng đời. Chúc cho bé khỏe, bờ đời, an vui. Và hôm nay con cũng xin được phép thay mặt toàn thể anh em ban nhạc toàn đường chân thành cảm ơn gia đình Khanh và Đôn đã tạo điều kiện cho anh em đến đây phục vụ chương trình văn nghệ trong buổi tiệc ngày hôm nay. Chúc cho gia đình đầu năm mới luôn an khang và làm ăn may mắn và phát tài. Xin cảm ơn gia đình hạnh phúc rất là nhiều. Trân trọng kính mời ông bà nội, ông bà ngoại của bé Phúc Khang, xin mời ông bà cùng bước lên để tặng những món quà thân yêu cho con, cho cháu của mình. Xin mời ông bà ngoại cùng đứng phía bên kia, ông bà nội đứng phía bên đây cho đẹp. Mặt gia đình của ông bà nội, ông bà ngoại của bé Phúc Khang và niềm vui của ông bà là được thấy Phúc Khang ngày một khôn lớn. Hôm nay để kỷ niệm sinh nhật lần đầu tiên của mình, ông bà nội, ông bà ngoại có những món quà thân yêu để tặng cho cháu yêu của mình. Mời ông bà mình ạ. Dạ, cũng đừng quên hãy tặng cho bé An Khang mình những món quà luôn nha. Để ngồi bé An Khang khóc à. Giờ đây cũng thay mặt bé Phúc Khang mời tất cả anh chị chúng ta có những lời chúc tốt đẹp, hãy bước lên để cùng tặng đến cho bé Phúc Khang ngày hôm nay. Xin được mời mợ hai, cậu hai của bé Phúc Khang. Mặt gia đình của Khanh và Đôn luôn đến chúc mừng cho Phúc Khang sinh nhật lần đầu tiên ngày hôm nay và cảm ơn những món quà mà quý vị đã tặng đến Phúc Khang, chân thành cảm ơn. Vâng, và giờ đây thì mời đại gia đình thân yêu chúng ta trở về phía bàn tiệc để tiếp đón toàn thể quý vị khách quý, chân thành cảm ơn gia đình. Quý vị thân mến, trong buổi tiệc ngày hôm nay thay mặt gia đình của Khanh, gia đình tổ chức chương trình văn nghệ do ban nhạc Hoàng Điệp phục vụ, rất mong chương trình đem đến cho toàn thể vì chúng ta một buổi tiệc đầy ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Rất mong được sự giao lưu của tất cả quý vị qua những bài hát mình yêu thích để góp vui chương trình văn nghệ trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và cái giờ phút này cũng mình mời tất cả quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật lớn để chương trình văn nghệ phục vụ cho bé Phúc Khang sinh nhật lần thứ nhất ngày hôm nay. Xin được phép bắt đầu. Các quý vị thân mến, và để tiếp nối trong chương trình văn nghệ cho buổi tiệc sinh nhật bé Phúc Khang cho buổi chiều ngày hôm nay, Kiều Anh xin gửi đến quý vị nhạc phẩm tiếp theo được mang tên Em Như Tia Nắng Mặt Trời. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.
nhà phẩm Đàn Áo Mùa Xuân. Rất mong sao ca khúc này mời toàn thể của chúng ta đến bên nào có tình văn nghệ cùng bước lên để cho mọi người hát cùng tặng đến chương trình. Yeah.
qua tiếng tiền, nhớ tiếng ai đào bán dòng đường, mời anh cô trái sơ đi mang câu cảm ơn trái cây nhang xoài dâu mất ngọt sầu chiều, nhớ mái lòng xuyên châu đốc về tình điên nghe thương nhớ à tiên, nhớ Vĩnh Long nhớ mùi mắm đồng cá sông liêu tháp mười loài trên đồng người nhớ ai ơi về đất là nạn nhân hay về thăm người hồi nhớ đàn xôn xao không một ta từ tê công có ai nhớ người nhớ mong ngóng trong tình nhà mây vàng nằm nghe tiếng đàn cải lương của ai trao bầu không lặng ai đi thật xa cùng hợp hoan nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật một hai ba ta cùng thổi tắt nên happy birthday happy birthday to you together we'll be I will all sing for your birthday 1, 2, 3 we blow out the candle happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday to you happy birthday happy birthday to you hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nên happy birthday happy birthday to you on this day all together we'll be I will all sing for your birthday 1, 2, 3 we blow all the candle happy birthday happy birthday to you happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tắt nên. Happy birthday to you. On this day, all together we'll be. I will all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candle. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
cảm ơn những cành hoa và những tràng pháo tay đã dành tặng cho vợ chồng anh Khanh. Anh Khanh rất là nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và từ trước chương trình Văn Nghệ, xin mời thầy Phúc trở lại sân khấu sẽ giao lưu đến quý vị một ca khúc tự chọn. Xin mời thầy Phúc ạ. Cơm ngon thì ba chén, mà bia ngon thì ba ly. Hát cũng hay thì cũng hát ba bài, nãy hát bài rồi giờ là xin phép hát bài nữa. Hát một bài, một sáng tác của Trần Thiên Thanh, đó là bài Đám Cưới Đầu.